Sò huyết là món hải sản ngon, bổ dưỡng, được nhiều người ưa thích. Trong những năm gần đây, mọi người ưa chuộng những món được chế biến từ loại thực phẩm này. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý khi ăn sò huyết, bởi nếu không được sử dụng đúng cách, thì sò huyết sẽ là thực phẩm gây nguy hiểm đến sức khỏe, khiến chúng ta mắc nhiều bệnh như viêm gan A, thương hàn, kiết lỵ, thậm chí gây tử vong. Thực tế, sò huyết là loại hải sản rất tốt cho sức khỏe. Các thành phần dinh dưỡng có tác dụng tăng cường sự dẻo dai, cung cấp nhiều năng lượng. Trong con sò huyết có nguồn chất đạm phong phú, chứa nhiều khoáng chất, có giá trị dinh dưỡng cao như magie và kẽm. Hai chất này giúp tăng cường sức dẻo dai cho cơ thể, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Theo đông y, thịt sò huyết có vị ngọt, mặn, tính ấm, không độc, tác dụng bổ huyết, kiện vị, chứng huyết hư, thiếu máu, kiết lỵ ra máu mũi, viêm loét dạ dày tá tràng, tiêu hóa kém. Sò huyết không chỉ chứa vitamin, khoáng chất mà còn có hàm lượng cao omega 3, một axit béo quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe cho tim mạch. Ngoài ra, thực phẩm này hay bị bỏ qua, nhưng chúng thực sự có hàm lượng kẽm cao, rất tuyệt vời cho làn da và tóc cũng như chức năng miễn dịch. Đồng thời, vitamin A ở dạng retinol trong sò huyết có thể dễ dàng hấp thu vào cơ thể và giúp tăng cường tầm nhìn ban đêm. Không ai phủ nhận được sò huyết là một món hải sản có hương vị tuyệt hảo. Thế nhưng trong loại hải sản này lại chứa rất nhiều các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Sò huyết mang trong mình vi khuẩn viêm gan và thương hàn. Mặc dù sò huyết thường được luộc và sôi nhanh, song vẫn không ngăn được những mầm bệnh chết người có trong sò huyết, bao gồm cả bệnh kiết lỵ, thương hàn, viêm gan A. Do vậy, để đảm bảo an toàn, tránh ngộ độc thực phẩm, thì chỉ ăn sò huyết sau khi đã nấu kỹ. Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Ngon và Lành. Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu với các bạn đến một món đặc sản của miền Trung, cũng là một món ăn nổi tiếng của khu du lịch biển Cửa Lò, đó là món sò huyết. Sò huyết ấy, thì có rất là nhiều cách chế biến. Người ta có thể hấp, người ta có thể ăn gỏi, người ta có thể nấu cháo. Nhưng hiện tại bây giờ là có rất nhiều người là thích ăn gỏi sò, thì đây là một cái món ăn sống. Thì tôi cũng khuyên các bạn là không nên ăn sống những cái động vật hoang dã.
hoặc là động vật được chưa được chế biến kỹ. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một món ăn được chế biến từ sò, đó là món sò huyết sốt me. Trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn con sò huyết ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì con sò huyết thì nó cũng có rất là nhiều loại, cũng có những con to, con nhỏ. Thì để chế biến được món ăn ngon, chúng ta nên chọn những con sò huyết to và màu sắc thì sáng. Khi va chạm vào nhau thì con sò huyết nó sẽ phát ra một cái âm thanh trong và giòn. Những con sò huyết sạch sẽ, khi mua sò huyết về thì chúng ta rửa sạch, sơ chế sạch sẽ và ngâm trong nước lã, có bỏ một ít, đập một vài quả ớt cay để cho sò có thể nhảy cả cái chất bẩn ở trong sò. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Tỏi, ớt và sả, đây là một cái gia vị không thể thiếu được trong cái món sò huyết sốt me. Thì tỏi, ớt và sả chúng ta băm nhuyễn để làm sốt cho sò. Tôi xin phép bắt đầu. Bước tiếp theo, chúng ta cho một ít dầu ăn vào chảo. Cho sả, tỏi và ớt đã băm nhuyễn vào, đảo để lúc nghe mùi dày, mùi thơm của sả và tỏi. Bước tiếp theo, khi sả, tỏi và ớt đã vang và dày mùi thơm thì chúng ta cho vào đây một ít nước, nước lã. Tiếp đó chúng ta cho me đã được bóp nhuyễn khoảng 2 thìa cánh. Một ít bột súp, 1/2 thìa cà phê mì chính. Hai thìa đường trắng. Và đảo đều. Như vậy là sốt đã hoàn thành. Thì tiếp theo, bước tiếp theo thì chúng ta cho sò vào để đảo cùng với sốt. Và đảo đều. Trong lúc chờ sò chín thì chúng ta cắt một số các loại rau ăn kèm. Thì riêng với cái món sò sốt với lại mé thì tôi cho vào đây là rau răm, một ít rau kila và thảy rồi. Chúng ta tiếp tục đảo đến khi tất cả những cái con sò huyết nó đã há miệng ra, thì có nghĩa là sò đã chín. Bước tiếp theo, chúng ta cho vào đây một cái rau ăn kèm mà tôi đã thái lúc nãy, đó là gồm có rau răm và lá kỳ lan. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ bày hàu lên đĩa. Thì tôi cũng đã chuẩn bị được một cái đĩa trang trí rất là đẹp để tạo sự hài lòng trong ăn uống cho khách hàng. Đây là món sò huyết sốt me sau khi đã hoàn thành. Thì yêu cầu thành phẩm của cái món sò huyết sốt me là sò phải chín. Và cái vị thì nó vừa chua chua của me, ngọt của đường và vị đậm đà hương vị của bột súp. Thì tổng thể là nó có cái món hàu sò huyết sốt me vị chua ngọt. Thank you.
Các loại sò sống trong bùn và nước chắc chắn sẽ mang nhiều loại vi khuẩn, ký sinh trùng và có thể bị ô nhiễm kim loại nặng cũng như các chất thải độc hại nếu nuôi ở vùng nước bị ô nhiễm. Sò huyết sống có thể mang virus và vi khuẩn bao gồm kiết lỵ, tả, E. coli, giun, có thể còn sống, gây nhiễm trùng tiêu hóa, ngộ độc, dị ứng cho người ăn. Do đó, khi dùng sò huyết, bạn cần nấu chín và tuyệt đối là không nên ăn sò huyết sống. Chưa kể do sống trong môi trường nước bị ô nhiễm thì một số loại sò huyết còn bị nhiễm kim loại nặng và các loại chất thải có trong nước. Trong sò chứa rất nhiều các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Sò huyết mang trong mình vi khuẩn viêm gan và thương hàn. Mặc dù chúng ta luộc sò huyết và cho sôi nhanh, song vẫn không ngăn được những mầm bệnh chết người có trong sò huyết, bao gồm cả bệnh lỵ. Sò huyết từ vùng biển của Trung Quốc cũng từng làm bùng phát bệnh viêm gan. Mức độ retinol quá cao còn liên quan đến dị tật bẩm sinh, nên không khuyến khích phụ nữ có thai ăn món này. Do tất cả những nguy cơ đã nói ở trên, cần rất thận trọng khi cho trẻ ăn sò huyết, vì nếu loại thực phẩm này không được nấu chín thì sẽ gây ngộ độc cho trẻ. Khi mua sò huyết để chế biến món cho con ăn, mẹ tuyệt đối phải chọn sò tươi, ngon. Khi chế biến, phải đảm bảo sò phải chín kỹ, không được cho bé ăn sò sống hay sò tái. Khi nấu kỹ, sò có thể bị dai, bé không ăn được thì mẹ đừng vội nôn nóng cho con ăn. Thay vào đó, mẹ hãy đợi bé lớn hơn nữa, nhai được thức ăn thật tốt thì mới cho con ăn sò huyết.